Hello anh em, Sắp Game lên sóng rồi đây. Sau mấy ngày ở ẩn thì hôm nay Sắp Game giới thiệu đến với anh em một chiếc video siêu mới, những điều bạn bỏ lỡ ở trong Poppy Playtime 3. Và như anh em cũng biết, gần đây một đoạn teaser hoàn toàn mới của phần 3 Poppy Playtime được phát sóng chính thức và lộ diện hình ảnh của nhân vật phản diện chính sẽ trông như thế nào. Nó cũng mang đến cho chúng ta một số dấu hiệu về lịch sử ra đời và những câu chuyện đằng sau cả series Poppy Playtime. Và tất nhiên rồi, chapter 3 này sẽ rất khác so với phần 1 và 2. Và anh em đã xem hết trailer của chapter 3 chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi video này từ đầu tới cuối cùng Sắp Game nha. Ok, Poppy Playtime Chapter 3 được đánh giá là phần chơi đồ sộ và đáng sợ nhất của series game phiêu lưu kinh dị nổi tiếng Poppy Playtime. Có một trại trẻ mồ côi tồi tàn có tên Playcare nằm dưới nhà máy sản xuất đồ chơi ma thuật một thời. Và như anh em cũng biết, nhân vật phản diện chính ở Chapter 1 là Huggy Wuggy, Chapter 2 là Mommy Longlegs và Chapter 3 này sẽ là con mèo tím Catnap với khuôn miệng lúc nào cũng cười ngoác mang tai cùng với làn khói đỏ được tỏa khắp nơi. Trong phần 3 này sẽ có rất nhiều nhân vật mới và rất nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc của những nhân vật này. Người thì nói đây là loạt búp bê được nuôi ở trong nhà máy, người thì nói đây là những sản phẩm thí nghiệm. Cũng có ý kiến cho rằng trong 8 nhân vật này chỉ có con mèo tím và con chó với chiếc vòng cổ mặt trời là có thật. Anh em tin vào giả thuyết nào? Trên kênh YouTube chính thức của Mob Game, anh em đã có thể thấy thumbnail của trailer với một hình ảnh trông khá rùng rợn. Nó trông giống như một chiếc mặt nạ phong độc với một số khí đỏ ở phía sau. Khi nhìn vào chiếc mặt nạ này, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là không có vui hơn khi ngọn lửa hy vọng của trại trẻ mồ côi đã được thắp sáng. Một đứa trẻ không nên bị bỏ lại, không có bàn tay an ủi nào nắm giữ khi đứa trẻ nhìn thấy một con quái vật trong tủ quần áo, hay khi đi lạc và chỉ có một mình. Điều đầu tiên chúng ta thấy ở đầu trailer là loạt đồ chơi quen thuộc, Huggy, sau đó là Mommy, rồi đến cái đầu Brawn. Cá nhân tôi thấy rằng sự liên kết giữa các chapter là rất dễ hiểu. Và như đã nói, ở trong chương 1, Huggy là kẻ phản diện chính và sau đó là Mommy Longlegs ở trong chương 2. Thế nhưng, ở chapter 3 này, chúng cuối không phải là Brawn mà rất có thể sẽ là con mèo tím Catnap. Anh em có để ý một số gợi ý như Huggy nằm ngửa, có lẽ là điều đã xảy ra khi nó bị đẩy xuống địa ngục của Playtime Cold. Sau đó, chúng ta thấy Mommy bị chia thành hai. Và còn Brawn, nó chỉ còn có mỗi cái đầu. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là một gợi ý về cái chết của nhân vật này hay đó chỉ là hình dạng nó ở trong chapter 3. Cá nhân tôi thì hướng về ý kiến thứ hai hơn, đó sẽ là hình dạng của Brawn khi đang nhảy lò co hù dọa anh em. Một điều khác tôi muốn chú ý là mặc dù chúng ta thấy đầu của Brawn ở trong đoạn đầu, nhưng chiếc mặt nạ khí trông giống hệt Brawn cùng một màu đỏ và có màu vàng ở hai bên như màu miệng của Brawn. Tôi không biết liệu có một điểm liên quan nào hay không. Có lẽ trong chapter 3 chúng ta sẽ phải đeo thêm một chiếc mặt nạ khí và có thể chiếc mặt nạ đó được thiết kế để trông giống với đầu của Brawn. Trong trailer bản thực tế được thảo luận bởi Anna Suming Elio Ludwig, anh ta đang nói về việc trẻ em không bao giờ nên sợ hãi và những đứa trẻ xứng đáng được lớn lên trong một môi trường tốt nhất có thể. Hơn nữa, đó là các trại trẻ mồ côi cần được chăm sóc và ông phải làm thế nào để chịu trách nhiệm. Đó cũng là lúc ông thông báo về việc mở Playcare như một trại trẻ mồ côi nội trú cho Playtime Cold. Thật sự thì chúng ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra ở trong trại trẻ mồ côi và Playtime Cold, nhưng có một lý thuyết chắc chắn là những đứa trẻ đó đã bị biến thành vật thử nghiệm. Những đứa trẻ đó không có cha mẹ nào, hoặc nếu có thì cha mẹ nuôi của chúng chính là những nhân viên ở trong nhà máy và chính tay họ là những người thực hiện thử nghiệm ở trên bọn trẻ. Vậy thì không có cách nào tốt hơn là đeo mặt nạ khí với hình dáng của Brawn để gửi bọn trẻ vào phòng thử nghiệm. Và còn rất nhiều giả thuyết khác về sự ra đời của những nhân vật ở trong game, nhưng chúng ta sẽ bàn đến nó ở video sau nha. Quay trở lại với những điều đã bỏ lỡ hôm nay. Với sự xuất hiện của thí nghiệm 1006, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng những nhân vật mà chúng ta thấy được ở những chapter trước đó, rất có thể chúng đều là nạn nhân ở trong chapter 3 này. Dù có rất ít thông tin, nhưng giả thuyết thì vô vàn và rất có thể điều đó sẽ xảy ra. Liệu có nhân vật nào có thể trốn thoát được hay không? Cùng chờ đón xem nha. Tiếp theo là một chi tiết rất rõ ràng, tiếng la hét ở cuối video. Tôi nghĩ nó khá là tinh tế khi nhà sản xuất đã trà trộn âm thanh của sự hoan hỉ từ bài phát biểu ban đầu của Elliot Ludwig với tiếng la hét đó. Thật sự mà nói thì tôi chắc chắn đó là tiếng hét của trẻ em. Rất có thể đó là âm thanh của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, có lẽ sau khi hơi khí màu đỏ được áp dụng. Sắp Game tôi cho rằng nó là một chi tiết khá quan trọng để biết được nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của lũ trẻ. Anh em đấy, ở trong chapter 3 có một khu vực khác của nhà máy, có một cái hộp, trong đó có một bàn tay màu tím và xung quanh là những làn khói đỏ lượn lờ. Có rất nhiều suy đoán cho rằng bàn tay màu tím sẽ là một màu sắc mới thay vì những bàn tay màu xanh lá, xanh lam và hồng như trước. Và không biết với màu sắc mới thì nó sẽ hoạt động như thế nào. Anh em có tò mò không? Tiếp theo là khói đỏ, cái mà khi nãy tôi nhắc đến rất nhiều lần. Như anh em cũng thấy rồi, chất khí màu đỏ mà anh em có thể nhìn thấy xung quanh phòng sẽ là một phần rất quan trọng của chapter 3. Căn bản là vì khói đỏ có ở khắp nơi, từ lúc xuất hiện mặt nạ phòng độc, từ miệng của Catnap, và tôi tin chắc cái màu đỏ này chẳng tốt lành gì. Nó có thể gây ra ảo giác du ngủ hoặc gây mê như đám động vật chúng ta đã thấy. Hey, we'll be okay guys, I promise. All winds blow away. Eventually. Oh,
us go to sleep, Catnap. We need it, Catnap. Please help us. Sleep, sleep, sleep. À, còn một điều, anh em có để ý không? Khi kết hợp màu đỏ với tay cầm màu xanh sẽ ra màu tím đấy. Đúng là có quá nhiều điểm khiến cho người xem háo hức tò mò muốn trải nghiệm. Và tiếp theo là hai điều cuối cùng anh em có thể bỏ lỡ. Ai cũng tin rằng Elliot Ludwig, người phát biểu ở đầu bản trailer này, thực sự là một người tốt. Và anh em có thể thấy điều đó ở video trong văn phòng của anh ta ở chapter 2. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Divorced, but a family man at heart. His sights were always set on bringing amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent countless hours in the factory, working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. Toy Factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after such? It all began in the fateful year of 19... Và tài liệu phát biểu của Elliot Ludwig ở đầu trailer có đại diện cho những ý định tốt đẹp của anh ta từ đầu hay không? Có lẽ ngay từ đầu anh ta đã mở trại trẻ mồ côi này cũng không thể nào lường trước được những điều độc ác sẽ xảy ra ở đây. Và một điều cuối cùng nhắc lại với anh em một chút ở trong chapter 2. Trong văn phòng của Elliot Ludwig có rất nhiều thông tin về thí nghiệm 814. Đó là thí nghiệm khi anh ta sử dụng hoa cúc và gel bảo quản để hồi sinh một con chuột. Nhưng theo thông tin mà chúng ta biết, Elliot Ludwig đã cố gắng sử dụng nó để hồi sinh người thân ở trong gia đình đã chết của mình. Còn bây giờ với khí đỏ trong trailer mới này cũng đáng ngờ không kém. Liệu đó có phải là sự tiến hóa của gel và hoa cúc hay không? Và nếu chúng được kết hợp với nhau dưới dạng hơi và đưa vào một dạng khí, có thể đó là điều được sử dụng hiệu quả trên những thí nghiệm lớn hơn như con người hoặc trẻ mồ côi. Nếu thật sự như thế thì nó thật sự đáng sợ. Đằng sau một bộ mặt thiên thần là trái tim của ác quỷ. Ok, và đó chỉ là những lý thuyết mà tôi tự biên tự diễn và đi lượm nhặt cho vui. Chứ thực hư ra sao thì phải chờ tới khi chapter 3 chính thức ra mặt. Anh em có cảm nhận gì hoặc ý kiến gì về chapter mới này thì cùng comment thảo luận nha. Video hôm nay đến đây thôi, chúc anh em chơi game vui vẻ.